Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trong chuyên mục Hôm nay có gì hot của ngày 20 tháng 1 hay còn là ngày 23 tháng Chạp với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi và sẽ không nên bỏ qua. Hôm nay thì Samsung đã chính thức công bố danh sách các thiết bị được cập nhật lên phiên bản Android 7.0 Nougat trong nửa đầu năm nay. Danh sách này thì bao gồm Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, Galaxy A3, A8, Tab A có S Pen và Tab 2. Riêng với các bộ đôi flagship là Galaxy S7 và S7 Edge thì sẽ được cập nhật Android Nougat ngay trong hôm nay. Nếu như các bạn đang sở hữu thiết bị không nằm trong danh sách này như là Galaxy A7 hay A5 thì cũng đừng lo lắng, bởi vì đây chỉ là danh sách cập nhật trong nửa đầu năm nay mà thôi, nó vẫn có thể được bổ sung thêm nữa. Bên cạnh đó thì Samsung cũng sẽ chính thức công bố kết quả cuộc điều tra xung quanh sự cố pin của chiếc Galaxy Note 7 vào 8 giờ sáng ngày 23 tháng 1 tới theo giờ Việt Nam. Thậm chí là hãng này sẽ còn livestream buổi công bố này trên trang chủ nữa. Vì thế nếu như các bạn quan tâm thì hãy chú ý theo dõi. Sau một quãng thời gian dài vắng bóng thì cuối cùng ông lớn của Hàn Quốc LG sẽ chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ ông Mai Trường Nguyên, giám đốc chuỗi cửa hàng bán lẻ Mai Nguyên, ông đã tiết lộ là LG sẽ trở lại thị trường trong nước cùng với bộ đôi LG G5 và V20 với mức giá bán dự kiến lần lượt là 9,99 và 14,99 triệu đồng. Chiếc flagship G6 sắp tới dự kiến cũng sẽ được bán ra vào tháng 3 hoặc là tháng 4 trong năm nay. Ngoài ra thì ông Mai Nguyên cũng tiết lộ là sau Tết, đồng hương của LG là Samsung cũng sẽ tung ra bộ đôi Galaxy A5 và A7 phiên bản 2017 với mức giá lần lượt là 8,99 và 10,99 triệu đồng. Và vâng, lại một lỗi nữa được phát hiện trong nền tảng iOS 10. Nhờ khai thác lỗi này thì YouTuber Everything Apple Pro đã tạo ra một trò chơi khăm khiến cho các thiết bị iPhone, iPad chạy iOS 10 đơ ngay lập tức. Theo đó, bạn chỉ cần gửi một tin nhắn có nội dung gồm 3 cái tự sau, đó là emoji lá cờ, con số 0 và emoji cầu vồng, thì ngay lập tức chiếc iPhone nhận được tin nhắn sẽ bị treo và tự khởi động lại sau vài phút. Trước đây thì iOS đã từng có vài lần gặp phải lỗi tương tự và Apple nhanh chóng cập nhật phần mềm để sửa lỗi. Hy vọng là trong trường hợp này thì cũng sẽ như vậy, và có lẽ là Apple cần nỗ lực nhiều hơn để loại bỏ đi những lỗi không đáng có. Hôm nay thì Nintendo đã chính thức công bố tựa game tiếp theo sau Pokemon Go và Mario mà công ty này sẽ mang lên nền tảng di động, đó chính là Fire Emblem. Fire Emblem là trò chơi chiến thuật theo lượt đã quá nổi tiếng và lâu đời, được phát hành nhiều phần, trải qua nhiều thế hệ máy chơi game khác nhau của Nintendo. Phiên bản mới nhất sẽ được phát hành trên cả iOS và Android vào ngày 2 tháng 2 sắp tới với tên gọi là Fire Emblem Heroes. Hy vọng trò chơi này sẽ tiếp nối được những thành công mà Nintendo đã đạt được với Pokemon Go và Super Mario Runs. Và đó là những tin tức công nghệ nóng hổi nhất trong ngày ông công ông táo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.